Mở đầu chương trình tâm sự ngày hôm nay, mời cô chú anh chị và các bạn lắng nghe dòng tâm sự có tựa đề: Lên chăm cháu, bất ngờ nhận được 300 triệu đồng. Tôi quyết định về quê, cắt đứt liên lạc với con trai và con dâu. Khoản tiền đi kèm với lời nhắn khiến tôi dứt khoát trở về quê. Và rồi, những tình tiết xảy ra trong dòng tâm sự này là như thế nào? Sau đây, kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Người ta vẫn thường nói, nuôi con để hưởng tuổi già. Tôi cũng có một người con trai duy nhất. Tưởng rằng về cuối đời, tôi sẽ không phải lo nghĩ gì nhiều. Thế nhưng hiện thực lại tàn khốc hơn thế. Có thể nói, từ nhỏ con trai tôi đã không phải chịu cực khổ gì. Khi đi học, vợ chồng tôi cũng chọn loại trường tốt nhất cho con. Quần áo hay đồ chơi, tôi cũng mua những thứ đắt tiền nhất. Ở những năm cấp 1, cấp 2, thành tích học tập của con khá tốt. Tuy nhiên, theo thời gian, cậu bé chăm ngoan ngày nào đã dần dần thay đổi. Kể từ khi lên cấp 3, con trai tôi nổi loạn và không còn chú ý đến việc học. Để có thời gian dạy dỗ con, tôi thậm chí còn từ bỏ cơ hội thăng tiến. Vợ chồng tôi thuê phòng trọ ở gần trường học để ngày đêm theo sát con. Song cậu bé ấy vẫn khiến chúng tôi phải thất vọng. Năm con trai tôi học lớp 11, chồng tôi đột ngột qua đời do tai nạn giao thông. Tôi không biết có phải sự ra đi của bố đã đánh thức con trai mình. Kể từ đó, cậu bé dần dần thay đổi, từ việc học ở lớp cho đến việc tự giác giúp mẹ làm việc nhà. May mắn là sau khi hoàn thành chương trình trung học phổ thông, con trai tôi được nhận vào một trường cao đẳng dạy nghề. Con học hành xa nhà tốn kém, lại chỉ có một mình, nên tôi phải làm việc cực lực và chắt chiu từng đồng để có thể tiết kiệm mà lo cho tương lai của con. Ngoài công việc chính, buổi tối tôi còn nhận đồ gia công về nhà làm. Để kịp trả đơn hàng cho công ty, có ngày tôi chỉ ngủ 5 đến 6 tiếng. Nhưng mà nhờ vậy, tôi có một khoản tiết kiệm nho nhỏ. Sau khi tốt nghiệp, con trai tôi ở lại thành phố làm việc. Tôi đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để mua cho con một căn nhà. Ở thời điểm đó, tôi coi đây là một thành tựu của mình, bởi vì tôi đã hoàn thành trách nhiệm chăm lo cho con cái. Vào năm thứ hai sau khi đi làm, con trai tôi đã kết hôn. Kể từ khi con có vợ, tôi tưởng rằng nhà mình sẽ đông vui hơn. Song chúng chẳng mấy khi về quê thăm mẹ. Thậm chí Tết Nguyên Đán, thay vì về quê đoàn tụ với mẹ, các con lại chọn đi du lịch hoặc ở lại thành phố. Năm vừa rồi tôi về hưu, cũng là lúc con dâu sinh em bé. Bắt đầu từ đây, tôi khăn gói lên thành phố để chăm con, chăm cháu. Ở nhà con trai, tôi không lúc nào được nghỉ ngơi. Từ việc nhà đến việc chăm cháu rồi cả nội trợ, công việc cứ chất đống mà không bao giờ hết được. Dù vất vả và mệt mỏi hơn đi làm rất nhiều, nhưng tôi vẫn vui vẻ vì tôi được sống gần con, gần cháu. Vào năm ngoái, cháu trai đã đi học mẫu giáo. Tôi cũng thoải mái hơn một chút. Công việc chỉ còn là đi chợ, nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa. Lúc này tôi nghĩ đây mới thật sự là những tháng ngày hưu trí mà mình mong muốn. Rồi đột nhiên, đầu năm nay, con trai đề xuất tôi nên về quê ở, bởi vì việc nhà cũng không còn nhiều, chúng nó có thể tự lo được. Chúng còn nói sẽ chu cấp cho tôi một khoản tiền để tôi có thể yên tâm về quê hưởng tuổi già. Tuy nhiên, tôi từ chối vì thật sự 4 năm xa quê, những người hàng xóm xung quanh cũng đã trở nên xa lạ. Tôi đang ở với con cháu cũng khá vui vẻ. Tôi thật sự không muốn trở về quê lại lủi thủi một mình trong căn nhà ở quê. Thế nhưng vào một đêm ngày hôm đó, tôi bất ngờ nhận được thông báo tài khoản của mình có thêm 300 triệu đồng. Tôi rất ngạc nhiên với số tiền lớn như vậy. Tôi mở ra xem ngay lập tức. Nhưng rồi tôi chết lặng ngay lúc đó, bởi vì đi kèm với khoản tiền này
là lời nhắn. Chúng con gửi mẹ khoản tiền sau 4 năm chăm cháu. Nếu như thấy về quê buồn, mẹ có thể dùng số tiền này để vào viện dưỡng lão. Ở đó mẹ sẽ có nhiều người bạn già để trò chuyện với mẹ. Nuôi con trai hơn 20 năm, tiêu cho nó không biết bao nhiêu là tiền, rồi 4 năm chăm cháu. Vậy mà giờ đây, tôi lại bị con cái hất hủi, không muốn sống gần. Thực tế khoản tiền 300 triệu kia không phải nhằm để trả ơn. Có lẽ chúng muốn tôi về quê nhanh hơn thay vì cố gắng ở lại. Cả đêm hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Ngày sáng hôm sau, tôi không cần ăn sáng. Tôi giục con trai đưa mình ra bến xe để trở về quê. Về đến nơi, tôi cũng chẳng gọi lại cho chúng. Và thực tế, tôi cũng chẳng nhận được cuộc gọi nhỡ nào từ con trai của mình. Tính đến nay, tôi đã về quê được hơn 6 tháng. Lúc đưa tôi ra bến xe, con trai luôn miệng nói sẽ đưa vợ và con về thăm mẹ thường xuyên. Thế nhưng thực tế kể từ đó, chúng chẳng về và số lần gọi điện thoại hỏi thăm cũng rất ít. Hồi tháng 4 năm nay, tôi bị ốm nặng, vợ chồng chúng cũng chẳng về thăm tôi. Con trai chỉ nhắn, bảo tôi uống thuốc và ăn uống đầy đủ là sẽ khỏi. Kể từ khi nhận 300 triệu, tôi nhận ra con trai và con dâu chẳng là con của tôi nữa. Và cháu trai cũng chẳng còn là cháu của tôi nữa. Sau lần ốm đó, tôi cũng đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn với chúng. Tôi cũng chẳng còn mong chúng về nữa. Tôi sẽ tự giải quyết mọi vấn đề của mình. Nếu như ốm quá mà không thể tự lo cho bản thân được, tôi sẽ vào viện dưỡng lão nếu như cần thiết. Cuối cùng, tôi cũng dần dần nhận ra trong cuộc sống này, giữa núi, núi sẽ đổ, giữa người, người sẽ chạy. Sống trên đời này, phải luôn nhớ rằng bản thân mình mới chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho mình. Có như vậy, bạn mới giống như cây cổ thụ, trụ vững trong cuộc sống, dù cho cuộc sống này có như thế nào đi nữa. Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì qua dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống.